Về xem bói ngày tháng sinh phú quý, rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, theo quan niệm phong thủy học thì thời điểm mà mỗi người chúng ta sinh ra nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Nó góp phần tiến tạo nên vận mệnh công danh sự nghiệp của người đó về sau này. Với nhiều bậc thầy về tử vi số mệnh còn khẳng định được rằng khi chỉ dựa vào ngày tháng năm sinh thì ta cũng có thể biết được một người giàu sang hay nghèo hèn ra sao. Và dựa theo góc nhìn từ khoa học, họ cũng cho biết với chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh của một người, nó có mối quan hệ nhất định với ngày giờ tháng sinh của người đó. Và trong chương trình của ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ bật mí với các bạn về kiến thức xem vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn qua ngày tháng sinh âm lịch. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý lắng nghe và theo dõi. Với những ai mà sinh vào những tháng này thì rất dễ gặp xui xẻo trong năm 2022. Chính vì vậy mà những người này phải hết sức cẩn trọng để tránh mang họa vào thân. Và sau đây sẽ là dự báo về những tháng sinh âm lịch rất dễ gặp xui xẻo trong năm 2022. Nếu như bạn nằm trong số đó thì bạn cũng có thể đề phòng trước khi kịp thời tránh được những vận xui xẻo. Và các bạn thân mến, thứ nhất là đối với những ai mà sinh vào tháng riêng, về trong lịch âm dương thì hiện nay về thuật ngữ về tháng riêng hay chính nguyệt dùng để chỉ tháng thứ nhất của năm, tháng này được gọi là tháng dần. Và trong năm 2022 là năm dần, mà gặp tháng dần thì không may mắn một chút nào. Với những người sinh vào tháng 1 là dính vào danh sách của tháng sinh âm lịch gặp xui xẻo trong năm 2022 thì bạn đã có vận hạn đen đủi trong năm và thường gặp những chuyện không vui như đau đớn, thất tình, phá sản, trầm cảm hoặc tâm lý bị ảnh hưởng nặng nhất. Bạn rất dễ mệt mỏi và tủi hờn, có thể sức khỏe đi xuống nhiều hơn so với năm 2021. Với những người sinh vào tháng riêng sẽ thấy rằng trong năm 2022 mình làm chuyện gì cũng có kẻ cản đường, có người gàn lại không cho bạn làm một cách suôn sẻ. Và trong năm 2022 với những người sinh vào tháng riêng, tốt nhất nên chọn ngày lành tháng tốt để làm những việc hệ trọng. Kiêng về muộn, không nên đến những nơi vắng vẻ hoang vu vào đêm khuya, hạn chế nhậu nhẹt rượu bia, có thể là lời vào tiếng ra rất dễ rước họa vào thân. Thứ hai là đối với những ai mà sinh vào tháng tư âm lịch. Với tháng tư âm lịch là tháng Tỵ, là hành hỏa, nó bắt đầu vượng xung với năm Nhâm Dần 2022. Với những người mà sinh vào tháng tư âm lịch thì rất dễ bị phù tình, phản bội và chịu nhiều tổn thất về mặt tinh thần. Nên trên nhiều phương diện khác nhau ở trong năm 2022, với tâm lý bất ổn lâu ngày dồn nén, nó còn tác động không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh. Vì vậy, bạn rất dễ bị chép và áp lực mất ngủ thường xuyên. Chính vì vậy mà trong năm Nhâm Dần 2022, bạn phải cảnh giác và nỗ lực hết mình trong mọi việc mình làm, tránh sơ hở và để người khác lợi dụng. Còn với những chuyện tình cảm thì cứ từ từ, không cần phải nóng vội, có thể phút cuối sẽ có những cú sốc khiến cho bạn giật mình ngã ngửa. Còn làm bất cứ việc gì cũng phải tính toán, tính trước kỹ sau, chuẩn bị chu đáo để giảm bớt hạn chế xui xẻo trong năm 2022. Bạn dễ vì lời ăn tiếng nói mà gặp phải nhiều chuyện thị phi, thậm chí còn xảy ra kiện tụng, và bạn cũng không nên can dự vào chuyện của người khác mới tránh được phiền phức trong cuộc sống. Về thứ ba là với những ai mà sinh vào tháng 7 âm lịch. Với tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng Thân, là tháng con khỉ, bởi vì Dần Thân Tỵ Hợi là tứ hành xung, đây là tháng nó tương xung với năm Nhâm Dần, nên với những người sinh vào tháng 7 âm lịch sẽ gặp rất nhiều biến động lớn trong năm Nhâm Dần 2022. Với người nào tuổi Thân mà sinh vào tháng Thân thì bị ảnh hưởng nặng nhất là vì va vào cả hạn tam tai trong năm 2022.
Và trong năm nay thì tài lộc sẽ bị ảnh hưởng, rất dễ bị tổn hại của cải kiện cáo, nhảy việc không thành công, công việc bấp bênh. Đa phần là trong năm nay thì những tai họa đều đến từ việc chính. Điều này nó gây bất lợi đối với những người sinh vào tháng 7 âm lịch. Tài lộc trong năm nay bất ổn, rất dễ gặp tai họa bất ngờ, hao tốn tiền của, sự nghiệp trình trệ, rất khó tiến lên. Trong năm nay thì về mặt tiền bạn bị kẻ khác lợi dụng, do là bạn cả tin ngây thơ nên cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại các mối quan hệ của mình, kẻo tiền mất tật mang. Bên cạnh đó thì thời điểm giữa năm bản mệnh cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt, có thể đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hay vay nặng lãi là rất mệt trong năm nay. Về thứ tư là với những ai mà sinh vào tháng 10 âm lịch, với tháng 10 âm lịch nó là tháng hợi, nhưng trong năm thì đường tài lộc gặp nhiều biến động, dễ có phá tài. Với quan hệ hôn nhân yêu đương cũng rất dễ rạn nứt, cần phải đề phòng trước. Muốn đảo ngược được tình thế bất lợi thì người tuổi này cần phải hành sự thận trọng, khi làm việc quan trọng phải chuẩn bị kỹ để tránh tối đa những chuyện rủi ro, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không nên hấp tấp hành động. Đồng thời, cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và khéo léo ăn nói, cư xử đúng đắn trong các mối quan hệ. Ngoài ra thì người sinh tháng này nên hạn chế bia rượu, đừng vì say xỉn mà mắc những sai phạm khó có thể sửa chữa. Còn vận đào hoa cũng không vượng, đường tình duyên của người sinh tháng 10 âm lịch trong năm Nhâm Dần 2022 khá lận đận. Với người độc thân thì khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù là có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình. Còn với người có gia đình và có vợ chồng cãi nhau thì bạn nên chủ động làm lành với nửa kia, chịu khó nhún nhường để giữ hạnh phúc gia đình bền lâu hơn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về những ngày sinh âm lịch sau đây rất tốt lành và mang nhiều phúc khí phúc phận cho người sinh vào những ngày sinh này. Với nhiều người thì vẫn còn những thói quen xem bói ngày sinh âm lịch để chiêm nghiệm trong cuộc sống. Và bên cạnh những con giáp thì ngày sinh âm lịch nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách và cuộc sống của mỗi con người. Thứ nhất là với những ai mà sinh vào ngày mùng 5 hoặc sinh vào ngày mùng 8 âm lịch. Với người sinh vào ngày mùng 5 và ngày mùng 8 âm lịch là những người thông minh, là người dám nghĩ, dám làm và giàu nghị lực. Dù gặp phải trắc trở trong sự nghiệp, họ vẫn luôn luôn được quý nhân giúp đỡ, nhờ đó mà có thể tránh được những rắc rối vấp ngã trong cuộc sống. Về trong xem bói về ngày sinh âm lịch với những người này thì cuộc đời của họ luôn được chiếu sáng, công thành danh toại, cả gia đình cũng được hưởng một cuộc sống sung túc. Thứ hai là đối với những ai mà sinh vào ngày 13 và ngày 19 âm lịch. Với những người nào sinh vào những ngày âm lịch này là người tràn đầy nhiệt huyết và nhiệt tình. Từ mùa thu năm nay họ sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ mới rất đáng tin cậy. Có một điều là rất quan trọng đối với sự phát triển sự nghiệp của họ trong thời gian tới. Và đồng thời trong xem bói ngày sinh âm lịch thì thời gian này với người sinh vào hai ngày âm lịch này cũng được thần tài trợ giúp đáng kể. Nếu bạn có thể làm chủ vận may của mình, có thể nắm bắt các cơ hội thì vận dụng các mối quan hệ, bạn có thể kinh doanh phát đạt và xây dựng được một tài sản rất lớn. Về thứ ba là đối với những ai mà sinh vào ngày 25 âm lịch. Với người nào sinh vào ngày 25 âm lịch vốn là trời sinh phú quý, với sự ra đời của họ có thể mang lại phước lành và giàu có cho gia đình. Về trong xem bói ngày sinh âm lịch thì không có một trở ngại nào trong cuộc sống của người sinh vào ngày âm lịch này. Đối với họ, chỉ cần có cơ hội họ sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu cao nhất cùng với sự giúp đỡ của quý nhân. Thì với những người sinh vào ngày âm lịch này sẽ công thành danh toại, sung túc đủ đầy. Về thứ tư là đối với những ai mà sinh vào ngày 29 âm lịch. Về trong xem bói ngày sinh âm lịch thì với những người mà sinh vào ngày 29 âm lịch này là người có số vinh hoa phú quý,
Họ sinh ra đã có số mệnh cao quý rồi. Khi còn nhỏ, với người sinh vào ngày âm lịch này, có thể sẽ phải trải qua nhiều vất vả, nhiều nỗ lực của họ. Họ luôn gặp cản trở không đạt được kết quả tốt như mong muốn. Tuy nhiên thì theo thời gian, năng lực và địa vị của họ sẽ được củng cố. Cùng với đó thì tiền tài cũng theo về. Cuộc sống tương lai phú quý, không lo đến chuyện tiền tiêu. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.